đàn ông mà ai mà không thích gái đẹp thì là nói dối, mà đàn ông mà không đưa vợ mình làm đẹp thì không xứng đáng là đàn ông. Bạn bè ai cũng trêu chồng thì trong đoàn văn nghệ nhìn thì lúc nào cũng phong độ sáng sủa, còn mình thì trông già nua lôi thôi. Mọi người lại còn nghĩ anh ấy không cho chị đi làm đẹp nữa. Không, tư tưởng anh rất là thoải mái, anh cũng đã gợi ý là đưa chị đi làm đẹp, nhưng mà không nghe, không đi, nói nọ nói kia. Thế bây giờ già xấu, xong lại cứ nghĩ là anh đi hát hò thế nọ thế kia. Thế lần này anh quyết định là tự tìm hiểu và đưa chị đi làm đẹp luôn. Em ơi, nếu các chị em cũng gặp phải tình trạng da nhăn nheo chảy xệ như mình thì các chị em hãy tìm đến thẩm mỹ viện BB Thanh Mai để làm đẹp nhé, vì đây là cơ sở làm đẹp cực kỳ uy tín và chất lượng. Ưu đãi sốc giảm 70% cho 20 khách hàng đầu tiên để lại số điện thoại đăng ký, hotline 1800 6617. BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của Sao Việt và các doanh nhân chính khách.